Em xin kính chào tất cả quý anh chị. Cảm ơn anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ của em ngày hôm nay. Thì em tự giới thiệu em là Đạt, phụ trách bán hàng tại showroom Từ Quý Ô Tô. Địa chỉ của bên em tại số 95A đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Và bên em là địa chỉ chuyên cung cấp các dòng xe qua sử dụng và đặc biệt em sẽ làm các dòng xe lướt đời cao. Thì ngày hôm nay em sẽ làm một cái bài báo giá tổng hợp cho tất cả các mặt hàng sản phẩm hiện đang được bài bán tại cửa hàng của em. Hiện nay thì cửa hàng của em có đầy đủ mọi sản phẩm từ loanh quanh khoảng tầm từ 350 cho đến khoảng 150 đổ lại anh chị nhá. Rất nhiều mẫu mã phù hợp cho tất cả các túi tiền. Giới thiệu cho anh chị trước, ở đây em có một chiếc Fadin mãnh liệt tinh thần Việt Nam đấy ạ, xe của bác Vượng. Đây là một chiếc VinFast Fadin bản nâng cao. Con này thì nó gần như là đầy đủ hết, nó chả thiếu cái gì so với cao cấp cả. Nó chỉ thiếu mỗi cái điều hòa điện tử với cả cái bản thêm 6 túi khí thôi. Còn lại về cơ bản thì giống hết anh chị nhá. Giống y hệt, con này thì giá rất là vừa phải. Em đang chào bán với giá là 410 triệu đồng. Xe đăng ký biển thành phố, tên cá nhân một chủ từ đầu. Đó, màu trắng nội thất đen. Xe 4 chỗ, máy 1.4 4 máy. Công nghệ thì miễn bàn, có cả chống lật, cân bằng điện tử, rồi phân bổ trợ lực phanh, hỗ trợ lực kéo, đầy đủ lắm. Con này thì công nghệ an toàn nó em nghĩ còn thậm chí còn cao hơn cả những chiếc xe đăng ký hạng D luôn. 410 triệu anh chị nhá, bản nâng cao. So với giá mới anh tiết kiệm một khoảng gần 100 triệu rồi đấy ạ. Đây là một chiếc Mitsubishi Xpander. Con này là bản 1.5 AT. Đây là bản 7 chỗ nha anh chị nhá. Đây là dòng xe MVP. Nó từ năm 2018 bắt đầu ra mắt. Thì cái mẫu Mitsubishi Xpander này nó đánh bật tất cả các phân khúc xe MVP khác, ví dụ Innova chẳng hạn. Con này nó có lợi thế là thứ nhất đó là số tự động, thứ hai đó là giá tiền nó hợp lý. Con này thì em bán chưa đến 600. 7 chỗ thì với cái tầm tiền 600 mà lấy 7 chỗ em nghĩ là không có con nào có thể vượt qua con này được cả. Kể cả là Suzuki Ertiga các thứ thì cũng không thể bằng Xpander đấy anh chị ạ. Rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và máy Nhật, khỏe, sướng. Đó. Và trong này thì em có một chiếc Mazda CX-5. Con này là bản 2.5 một cầu. Có thể nói đây là bản cao cấp nhất của Mazda CX-5 thời bấy giờ anh chị ạ. Bởi vì là trên cái bản cao cấp này thì nó chỉ có một cái bản hơn, nó là bản 2 cầu thôi. Còn option 2 cầu một cầu đi hết nhau. Nó chỉ chênh lệch nhau có 50 triệu xe mới thôi anh chị nhá. Còn về giá trị cũ thì như nhau. Hai cầu thì nó đi nó sướng hơn một chút, nhất là khi anh chị đi đường đèo đường trường. Nhưng mà hơi tốn xăng. Nhưng mà đi những cái bản 2.5 này thì sướng anh chị này, đạp ga không có độ trễ. Sản xuất 2018, xe chạy được hơn 2 vạn km. Xe đăng ký biển thành phố, tên cá nhân một chủ từ đầu, màu xanh đen, mã 42M. Giá đang chào bán là 860 triệu đồng. Mazda 6 2.0 Premium 2019, con này thì em vừa nhận cọc rồi. Màu đỏ pha lê rất là đẹp. Con này em vừa bán là 820 triệu. Đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với cả Mazda 6 với Camry các bác này. Lại là một chiếc xe nhà bác Vượng khác. Con này thì là VinFast Lux A 2.0 Turbo. Sản xuất 2019 và đây là bản cao cấp nhất. Thì khi mà đi xem xe bản Lux A anh chị ạ, thì các bác hãy phân biệt xe ở những cái chỗ ví dụ như là La Răng này này, là dễ nhìn nhất. Thứ hai là cảm biến xung quanh xe và có cả cam 360. Bản này thì đầy đủ lắm. Ghế chỉnh điện 12 hướng, có trang bị 13 loa, ghế da nắp cao cấp. Giá đang chào báo con này là 975 triệu đồng cho một chiếc Lux A 2.0 sản xuất 2019 anh chị nhá. Ở dưới đây em có một chiếc sedan Vũ hạng B. Con này thì quá là quen thuộc với đất nước Việt Nam chúng ta rồi. Một mẫu Honda City. Honda City thì có mặt ở Việt Nam từ năm 2013. Sau khoảng 2-3 cái lần biến đổi thì Honda City nó được mẫu như này. La răng phay, đèn LED. Con này là bản CVT. So với bản top thì con này chỉ thiếu một chút về túi khí này. Đèn là con này vẫn đèn halogen này. Còn bên trong thì nó là điều hòa điện tử, con này vẫn điều hòa cơ. Giá thì rất là hợp lý anh chị ạ. Có 540 triệu rồi. Sản xuất 2019, chạy 2 vạn rưỡi km anh chị nhá. Màu trắng nội thất đen. Con này thì được lên ghế da rồi. Ghế zin nó là ghế nỉ. Đây thì em để được một con cạnh nó cũng là phân khúc đối thủ cạnh tranh này, một chiếc Hyundai Accent. Hyundai Accent này vào năm 2020 thì nó được đứng top đầu doanh số bán chạy nhất Việt Nam. Không tính về Vios, bởi vì là Vios thì người ta chủ yếu là mua xe để chạy dịch vụ là nhiều với hãng taxi các thứ ấy ạ. Còn sử dụng về mục đích gia đình thì em chắc chắn rằng là Hyundai Accent là một con xe có nhiều người sử dụng nhất. Bởi vì sao? Option cực kỳ đầy đủ. Việc cái thứ hai là cái chất lượng khung gầm tôn vỏ của dòng Hyundai anh chị ạ. Trên tất cả các mẫu sản phẩm anh chị nhá, thì nó làm rất là cứng cáp. Nếu bác nhất là khi bác ấn vào cái phần tôn này, nó rất là dày, chạy cực kỳ sướng, ấn nó không có độ lõm. Đó, các bác ấn vào con Mazda 2 hay Vios ấy thì các bác nghe thì nó rất là phòng phành.
option này thì có cả cửa nóc. Đó, la răng phay này. Đèn thì là đèn bi và có cả đánh chiếu góc lái nữa. Đây toàn option của xe to tiền thôi. Con này thì em đang chào bán với giá là 555 triệu đồng. Tina Accent bản đặc biệt sản xuất 2020 anh chị nhá. Mới vô cùng luôn. Con này thì là con Mazda 3 2015. Xe đăng ký biển Hà Nội. Biển khá đẹp, biển 87262, màu đỏ, chạy được có 4 vạn km thôi nhá. Rất mới. Nhưng con này thì em thực sự là rất mới. Con này thì em sẽ review chi tiết trên kênh cá nhân của em sau. Em sẽ cho các bác xem cái độ mới của độ ngoại thất. Bởi vì nhìn qua này anh chỉ biết là xe nó bóng bẩy thôi. Còn nhất là khi bác mở cái cửa này ra này, nhìn cái phần không gian nội thất, ghế, má, các thứ của nó này, rất là căng, đẹp căng luôn. Và giá nó chào bán là 520 triệu đồng. Con này Mazda 3 2019 màu đỏ pha lê này em bán thôi, vừa nhận cọc xong. Em vừa bán được 660 triệu. Kia Cerato bản 1.6 Luxury. Con này được sản xuất năm 2019, màu đen nội thất kem. Ở trên cái phiên bản Kia Cerato form mới này thì nó trang bị cũng rất đầy đủ option anh chị nhá. Nhưng mà nó cắt bớt so với cái bản 1.6 của cái form cũ một tí, đó chính là nó không có lấy biển số trên vô lăng. Và cái thứ hai là nó bỏ vị trí nhớ ghế. Nhưng mà nó có cái đặc điểm lợi thế, đó chính là cái chất lượng cách âm của xe này tốt hơn hẳn so với cái thế hệ trước. Bởi vì sao, nó làm lốp và dày hơn một chút, rồi cái tôn vỏ này cứng cáp hơn. Thế nên anh chị đi trên đường không cảm giác bị ồn như cái dòng K3 hay là cái dòng Kia Cerato phong cũ nữa. Giá đang chào bán con này là 620 triệu đồng. Sản xuất 2019 anh chị nhá. Toyota Altis bản 1.8G cũng màu đen nội thất kem, sản xuất 2019. Ở trên cái phiên bản Toyota Altis 2019 này thì đã trang bị đầy đủ option rồi. Có cruise control, có đề nổ start top. Đó là những cái option tiện nghi thêm mà sau bao nhiêu năm Toyota rất bảo thủ cũng phải trang bị vào một chiếc xe để cạnh tranh với các đối thủ khác. Con này thì em đang chào bán với giá là 715 triệu đồng, xe chạy được có 2 vạn cây thôi. Mới. Em mời bác xuống đây. Ở dưới đây nhà em có một kho SUV rất nhiều. Hyundai Tucson. Máy dầu 2018 màu đen nội thất kem. Chạy 3 vạn rưỡi km, đăng ký biển tỉnh, tên cá nhân một chủ. Con này thì miễn bàn về chất lượng rồi đúng không ạ? Cái dòng Hyundai này thì máy dầu nó vô địch. Bởi vì cái tiền thân của hãng Hyundai ấy các bạn, thì ngày xưa Hyundai người ta làm là từ sản xuất tàu thủy. Mà tàu thủy cái động cơ dầu nó là quan trọng nhất. Thì sau đó nó phát triển lên cái máy dầu Hyundai. Bởi vì sao? Những cái chiếc xe Santa Fe máy dầu từ năm 2006-07 đến nay ấy, dùng vẫn rất là thích. Bởi vì máy dầu của dòng Hyundai đi rất êm, bền, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Con này thì em đang chào bán với giá là 820 triệu đồng. Hyundai Tucson 2018 máy dầu, chạy 3 vạn rưỡi cây. Mazda CX-5 bản 2.0 2018, chạy gần 3 vạn km rồi. Màu xanh thiên thanh. So với cái màu xanh đen kia với em giới thiệu cho anh chị thì con này nó nhạt hơn một chút. Nhưng mà da nắng cứ rất là đẹp anh chị nhá. Rất đẹp. Con này em đang bán với giá là 795 triệu đồng. Xe đăng ký biển tỉnh, tên cá nhân một chủ từ đầu. Anh vòng ra đây ạ. Em cho giới thiệu các bác xem một chút một vài xe mẫu xe hạng A của em. VinFast Fadin màu bạc 2019 bản tiêu chuẩn, chạy mấy ngàn cây. Và giá em đang bán là 385 triệu đồng này. Đăng ký biển thành phố các bác nhé, sang tên Hà Nội không mất tiền biển. Con này thì là bản nâng cao, nhưng mà option nâng lên thì gần như cao cấp. Chả thiếu gì, thậm chí nó có cả cruise control, ga tự động các bạn. Đó, và giá em đang chào bán con bản nâng cao này là 410 triệu đồng. Trên này đang có một con bản cao cấp này, 420 triệu này. Ba con đều xuất 2019, đều đăng ký biển thành phố, tên cá nhân một chủ. Đây là một mẫu xe hơi lạ ở cái thị trường ô tô Việt Nam. Đây là mẫu Volkswagen Polo bản 1.6 AT anh chị nhá. Sản xuất 2016, là một chiếc xe phân khúc hạng B, cạnh tranh tiếp với các đối thủ như Mazda 2 này, Suzuki Swift này. Nhưng mà con này nó được có một cái lợi thế, đó chính là mẫu xe Đức. Và cái khung gầm của cái dòng Polo này nó được phát triển trên cái mẫu khung gầm của dòng Audi A1 các bạn. Đi cực kỳ đầm chắc anh chị nhá. Và giá rất hợp lý, 2016 mà em bán có 465 triệu đồng thôi. Xe biển Sài Gòn. Các bác sang tên Hà Nội thì không mất tiền biển. Nhưng có một cái bất lợi của nó là chính là thiết kế hơi đơn giản, hơi đơn điệu, nhưng mà chất xe đi thì sướng vô cùng. Cái tầm hơn 400 triệu thì em khẳng định với anh chị là không có con nào đi sướng con này được cả. Anh vòng lên trên này, em cho các bác xem một vài mẫu SUV. Xử lý đấy. Mazda CX-5 bản 2.0 sản xuất 2013, cũng đăng ký biển thành phố, tên cá nhân một chủ. Chạy 6 vạn km mới hết một dàn lốp thôi.
màu xám chì. Con này thì em không bàn về chất lượng, bởi vì sao? Nãy giờ anh chị nhìn em giới thiệu xe ấy, thì các bác cũng biết là em chủ yếu là làm những dòng xe lướt đời cao thôi. Nhưng mà những cái con mà nó đẹp quá, ví dụ như con này này, thì em muốn về em bán. Chứ còn xe đời sâu mà chạy nhiều hay là xấu quá hay nhề quá thì em không làm. Và giá đang chào bán con xe năm 2023 này là 585 triệu đồng anh chị nhá. Sang tên Hà Nội thì cũng chỉ mất khoảng 8 triệu tiền sang tên thôi, không mất tiền biển. Fortuner máy dầu bản 2.8 sản xuất tại Việt Nam, hai cầu bản cao cấp nhất anh chị nhá. Con này là bản đủ, so với bản thiếu của nó thì động cơ hơn, option hơn. Bản thiếu của máy dầu tự động là bản máy 2.4, con này thì có thể là tốn dầu hơn một chút, nhưng mà cái cảm giác lái hay là đi trên đường thì nó chắc chắn hơn rất là nhiều, bởi vì nó là hai cầu đó. Và giá đang chào bán con này là 1.145 triệu đồng các bác nhá. Màu đen, sản xuất 2019. Đây em có một đôi VinFast Lux SA 2.0. Hai con này đều sản xuất năm 2020 và đăng ký lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2021. Con này thì là màu nâu đen này, nội thất là màu be này. Con này thì là màu đen, nội thất kem. Hai con em đang bán đều đồng giá là 1.385 triệu đồng. Đều đăng ký biển thành phố, tên cá nhân một chủ các bạn nhá. Chạy có 2-3.000 cây thôi. Có 2-3.000 cây thôi, mới. Mới vô cùng. Ở đây em lại có một chiếc VinFast Lux A khác. Con này cũng là bản cao cấp nhất, premium. Cùng cấu hình với cả con em mới dạo cho anh chị. Và giá cũng thế thôi, 975 triệu đồng. Sản xuất 2019. Mazda 6 này, 2020 này. Màu xanh đen. Đây là mẫu thế hệ mới nhất. Có như mặt ca lăng này. Và đèn đóm này được thiết kế mới hơn, mảnh hơn và đẹp hơn. Chạy 5.000 km, đăng ký biển thành phố, tên cá nhân một chủ từ đầu. Và giá đang chào bán con này là 925 triệu đồng các bác nhé. Toyota Altis bản 1.8G, sản xuất 2018. Ở trên cái thế hệ 2018 đầu này thì nó vẫn là chìa khóa cơ và chưa có đèn nổ start top. Thì giá đang chào bán con này là 685 triệu đồng. Xe đăng ký biển tỉnh, tên cá nhân một chủ, màu trắng, nội thất kem. Honda HR-V, một mẫu crossover cỡ nhỏ dành cho các bác nào mà thích đi xe gầm cao nhưng mà vẫn muốn cái sự nhỏ gọn khi đi diễn trong phố. Tiêu hao nhiên liệu cực kỳ ổn. Và cái dòng xe của Honda thì bền miễn bản rồi. Con này màu trắng nội thất đen, sản xuất 2019 bản L cao cấp nhất. Em đang chào bán là 795 triệu đồng. Vừa rồi là em đã giới thiệu cho anh chị tất cả các mặt hàng sản phẩm hiện đang bày bán tại cửa hàng của em. Và tất cả các sản phẩm khi em bán ra đều được bảo hành cam kết về chất lượng tốt nhất. Xe không có đâm vang cọc nước, động cơ không gập, máy móc hộp số là nguyên bản. Và khi mà mua xe anh chị có thể mang đi bất cứ đâu để kiểm tra về chất lượng xe. Và em có hỗ trợ ngân hàng lên đến 70% giá trị xe, thủ tục nhanh gọn, đặc biệt là em hỗ trợ được tất cả các bộ hồ sơ xấu. Nếu như anh chị có cần gì thắc mắc về xe cộ hay là thủ tục vay vốn với ngân hàng thì các bác hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0943332565. Em Đạt cảm ơn chị quan tâm theo dõi. Xin chào ạ.